Chào mọi người, đây là vườn rau nhà mình mới trồng hôm mùng 3. Mới trồng hôm mùng 3 Tết. Ủa mùng 3 mà mới trồng được chục trái ớt luôn là ghê không? À, còn những cái này là có được một năm rồi. Anh có mít rồi. Đu đủ mít. Cái mít hồi đó chắc nó cao bằng 1/3 này thôi. Đã có trái rồi kìa. Đó, mọi người thấy không? Xa xa kia là cây mãng cầu. Cây mãng cầu cho gia đình mình ăn ngập hai mùa, ăn ngập mặt nè. Có một con gà mái và còn một con gà trống. Sắp tới mình mua thêm một con gà mái nữa. Chứ nhu cầu của con gà trống nó hơi cao. Một con gà mái nó không đủ nên con gà mái nó hay trốn ra khỏi chuồng, nó sợ. Còn rau nhà mình nó nảy mầm rồi. Bắt đầu nảy mầm. Đó. Vốn đầu tư tiền đất là 275.000 tiền đất. Tiền hạt giống là bao nhiêu nè em? 25.000 tiền hạt giống nữa, chết mẹ lỗ to rồi. Đi mua ra chợ mua hình như rẻ hơn hay sao? Nhưng mà ăn thì không biết có ngon hơn thì mình chưa biết. Gà mái mình nó chưa có đẻ. Người ta nói là cái đít nó sẽ đẻ. Quay quay đít lại coi con gà mái mình xem coi. Chưa thấy đít sẻ các bạn à. Rồi chào mọi người nha, bây giờ mình phải đi ra ngoài rồi.